Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hành trình trong thời đại nhà thám hiểm. Hôm qua hình như có một sự nhầm lẫn nhẹ nhẹ ở đây thì phải. Mình mua một cái bản đồ từ bác dân làng á, nó ghi là Spawner Dungeon. Nhưng mà cái này là cái tháp canh của những tên cướp làng ấy, nên chắc mình phải thử đào xuống dưới lòng đất để kiểm tra coi. Ngoài cái chỗ cướp làng thì ở dưới lòng đất khu vực này nó còn có cái gì hay không nha. Chắc là nó sẽ nằm ở dưới lòng đất đấy. Vậy là hôm qua mình chắc làm bác dân làng rồi. Thử nào. Bản đồ thì nó kêu mình phải đi tới đây một xíu. Ngay đây. Ủa, con gì trong đây vậy? À, cướp dân làng. Cướp dân làng gần trên đọt cây. Rồi, mình đã đứng ngay cái điểm dấu ích rồi. Giống như cái kho báu trong bùa vậy. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu mình đào sâu xuống phía dưới coi có gì ở dưới hay không. Đó. Bắt đầu nó có những cục đá lạ rồi đó. Có thiệt. Có xương. Hơi nhiều xương. Bắn nhau đi. Mình xuống dưới để mình đập cái lòng spawn lên. Không thể đập lòng spawn. Cái lòng spawn này không thể đập được nhá. Đây là loại lòng spawn đặc biệt rồi. Bắn cái gì? Đồng minh mà bắn nhau hả? Đồng minh mà bắn nhau. Mình ngư ông đắc lợi luôn. Lần đầu mình gặp trường hợp mà có nhạc hai luôn nè. Im vậy. Lần đầu tiên mình gặp cái lòng spawn mà nó không cho mình đập luôn á. Như vậy thì nó sẽ xuất hiện liên tục đấy. Mình không có đuốc nữa nên không có thể ngăn nó spawn tiếp. Khó rồi. Ui, nó bể rồi. À, mình hiểu. Nó sẽ xuất hiện tới một số lượng nhất định thì nó sẽ không có xuất hiện nữa. Thì ra cái lòng này hoạt động là như vậy. Rồi, những cái chậu này mình đập nó sẽ rơi đồ ha. Ok. Trong đây thì chỉ có một cái rương thôi. Và nó còn đường qua đây nè. Mình sẽ qua bên đây coi thử luôn. Coi nó có gì không. Tơ nhện đâu đây nữa vậy. Mạng nhện nữa. Tiếp tục là những cái lòng spawn không thể đập. Đánh nhau với mấy bọn quái trong đây chắc hơi đuối đây. Quá trời đông luôn. Rương đâu? Ơ kìa. Chẳng lẽ không có rương à? Kỳ vậy. Công. Ui. Ui, cái này là cái gì hả? Ồ, cái này là cái cửa công trình. À, nó còn có 7 ở đây nữa. Wow. Ui giời. Xịn thiệt nè. Cái này đáng lý ra từ bên ngoài mình đi vô là nó sẽ như vậy nè. Mở cửa ra. Ồ, vậy là nãy mình đi ngược đường rồi. Đi như vậy là mới đúng đường ha. Rồi, giờ thì xử nốt mấy cái tên zombie này. Để mình tìm coi còn cái rương nào xung quanh đây không. Vậy là hôm qua suýt nữa thì mình bỏ lỡ một cái công trình rồi. Vẫn không đập được. Cái lòng spawn này khó chịu thiệt. Nó không cho mình đập. Tiếp tục là lòng spawn nữa nè. Và lòng này có đập được không? À, lòng này thì đập được. Ngon. Rồi, sẽ đẹp nó đi. Và nó có được hai cái rương. Một cái rương có thể tên. À, con này đi đâu? Đi đâu lại đây? Bên đây thì... công trình này chỉ để mình khám phá sơ sơ thôi. Chứ đồ thì nó cho mình cũng không được xịn ha. Mình thấy nó cũng khá là dởm. Ồ, có vàng. Trời đất ơi, lại là vàng. Ngày nào mình cũng nhặt vàng luôn. Rồi, như vậy thì cái dungeon này nó chỉ có vậy thôi. Lúc đầu mình tưởng dungeon này cũng bự lắm. Nhưng không. Nó cũng là một dạng dungeon nhỏ thôi ha. Chủ yếu là mình tìm ra nó rồi mình chiến đấu các thứ thôi. Ok, nếu như vậy thì mình sẽ trở lại chuyến khám phá hôm qua ha. Hôm qua thì mình đã dừng chân ở cạnh một cây nấm khổng lồ rồi.
cạnh cái cây nấm khổng lồ là một cái cái đó là mình gọi là làng nấm đi ha. Tại vì nó xây ở trên một cái ngọn đồi và hình dạng những ngôi nhà thì cũng giống như cây nấm nữa. Gọi là làng nấm là hợp lý luôn. Phía bên kia còn có nhà của bà phù thủy hay sao nữa. Mình có cái xuồng, mình bơi quanh bển mình coi coi. Ở bên đó có bà phù thủy không? Nhà bà phù thủy này sao nhìn ngộ vậy ta? Hơi lạ nha. Mình nghe tiếng bà phù thủy rồi. Nè, bà đang nấu thuốc, bà đang nấu thuốc. Sẽ tấn công bà từ xa. Thuốc gì đây? Thuốc hồi máu thức thì. Được á. Mình có que quy lửa không? Ồ, tiếc thiệt. Mình không có que quy lửa. Phải có que quy lửa mình sẽ làm thuốc hồi máu tức thì mà ném được. Nhỡ mà mình mất máu thì mình sẽ dùng nó nhanh hơn ha. Trên đây là cây giường của bà. Ồ, có bột luôn. Vậy là mình nấu thuốc được đấy. Mình có thuốc súng không? Không có thuốc súng. Mình sẽ cho tạm vô đây cái lọ máu, lọ thuốc hồi máu. Chỗ này vô. Đi tìm một con Reaper mình farm nó coi. Rồi cho nó vô. Trở lại với mẻ thuốc của mình thì nó nấu sắp xong rồi. Xong. Như vậy thì mình đã có biện pháp để hồi máu nhanh rồi. Một lọ máu, lọ thuốc hồi máu rất là xịn ha. Giờ thì đi qua cái ngôi làng nấm bên kia. Không biết trong làng nấm có người nấm không ta. Qua bên đó mà gặp người nấm nữa là tới công chuyện luôn. Rồi, vô. Không biết là trong đó có gì đây, tò mò quá. Lại có bà phù thủy kìa. Cái vùng này nhiều phù thủy cực luôn, đầm lầy á. What the hell? We all live together. Cái thành tựu gì kìa? Con quỷ ma trời này đó. Ma trời nè. Ui à, cháy. Zombie trong đây mặc giáp xịn lắm nha. Có con mình thấy nó mặc giáp kim cương đấy. Căng rồi. Giáp sắt đôi lúc mình đánh còn không lợi giờ. Zombie mặc giáp kim cương luôn. Xong mình rồi, nó cầm cúp kìa. 2 mũi, 3 mũi, 4 mũi. À, 4 mũi vẫn giết được nó bình thường. Không sao hết. Giáp kim cương thì 4 mũi với cây cung mạnh của mình thì cũng đi thôi. Không đánh gần nổi thì mình sẽ đánh tầm xa cho chắc ha. Đấy, nó rất là trâu luôn. Như vậy đây là một cái khu vực của những con quái chứ không phải là ngôi làng như mình tưởng tượng. Giáp có dòng gì đây? Bảo vệ bác. Áo. Gì đây? Lao tét hả? Rồi kìa. Giờ còn những con xương mà mặc giáp kim cương nữa. Mình phải tranh thủ mình kích liễu nó từ xa để hạn chế đánh tầm gần nhất có thể. Rồi kích liễu nó nào. Ui, nó chạy đi đâu rồi? Có rương không? Đây có rương nào. Ồ, nó qua đây nó núp. Núp. Ở đây không có đường lên. Mình phải tìm cái đường nào mà nó có đường lên đấy. Ở đây cũng không luôn. Chắc phải qua bên đây rồi. À, hình như bên đây là đúng đường rồi nè. Đường lên nó hơi trong gai một xíu ha. Rồi có một vài con nó đang núp lùm trong cây nấm. Núp trong cây nấm làm gì? Trời mà núp rớp hả? Nó định úp sọt mình đó. Kìa nhóc nhỏ mặc giáp kim cương chạy xuống kìa. 2 nhóc nhỏ luôn. Nhóc nhỏ cầm cúp mà đánh đâu vậy? Ui, giờ tới 2 tên nhóc lớn. Mất nhóc nhỏ rồi tới nhóc lớn. Đông lắm. Không ổn rồi. Quá trời đông rồi. Một mình không biết có xử hết nổi hay không nữa. Gì mà đông dữ vậy. Bắn mệt xỉu luôn. Một con ăn 4-5 mũi tên mới chết kìa. Đau quá. Thôi không đánh nhau nữa. Đi tìm đồ lút. Ở đây không có rương. Đây là lúc kỹ năng parkour lên ngôi. Ui, lên đây né cũng gặp nữa. Nó tìm tới đây luôn hả?
Reaper, làm việc đi. Ừ. Nỡ con zombie kia lăn đụng ra chết rồi. Này, ừ đúng rồi, đúng rồi. Phan nhau đi. Đúng rồi, cho hai nó quýnh nhau. Mình sẽ đi tìm đồ. Đây đây, có cái thùng. Nó cho mình một ít đồ hả? Trời đất ơi, đồ ít vậy. Bây giờ tiếp tục chiến thuật là lấy đồ xong chuột nha. Ui. Mình sẽ dụ nó qua đây. Mà phải dùng kế thôi. Qua đây đúng rồi. Qua đây ta cho người xuống dưới. Bị dụ. Người đã bị dụ hai tên. Người qua đây. Người qua đây. Đấy. Đánh cùng lại mình cho nó xuống dưới, nó chơi dưới dế đi. Mình trên đây mình chơi với mấy cái con này. Ở đây còn đông lắm. Đúng rồi, mình sẽ cho Reaper làm việc. Reaper là đây. Đúng rồi, Reaper là bạn của mình. Bùm, nổ chết hết chưa? Ui không chết nổi. Mấy con này nó mặc giáp nên nó rất là trâu. Reaper nổ gần không chết nổi. Rồi bây giờ mình lại vô thế khó rồi. Phải chuồn qua đây lẹ. Có rương không? Ui đồ trong đây nó nói chung là nó khá là nghèo luôn. Một mình phải cân với cả đám quái mà mặc giáp kim cương rồi. Đúng rồi, cho mấy con zombie đỡ đạn cho mình. Đấy, xương bắn thì sẽ trúng những con zombie chứ không trúng mình ha. Đó. Kết hợp liền. Rồi, kết liễu nó. Xong phân. Giáp kim cương luôn hả? Nhìn nghe, nhìn xịn vậy. Ui, mình vẫn còn nghe tiếng chân nha. Vẫn là sắt nè. Ui, bảo vệ 4 luôn. Ngon. Reaper, ôi đây nhiều Reaper vậy. Ui, cái tầng này đóng Reaper luôn. Reaper, hợp sức nổ banh sát nó đi. Nói chung thì đánh với những con xương này thì phải dùng khiên liên tục thôi chứ biết sao giờ. Cố lên. Vì mục tiêu là khám phá xong cái công trình này, mình phải chịu khó một xíu. Rồi, hiểu luôn á. Vậy là công trình này thì nó khá là nghèo luôn. Chủ yếu là những cái đồ bình thường không à. Phải chi nó cho mình netherite thì ngon. Tầm này chỉ có đồ netherite là ok thôi. Trong tương lai thì không biết có loại khoáng sản nào mà nó xịn hơn kim cương hoặc là netherite hơn không nữa. Mình sơ là thấy có, nhưng mà kiểu công thức làm nó hơi khó ha. Giá tại ba luôn. Dữ. Giá tại ba trăm hỏng. Lượm bỏ vô ba lô. Mang về mình tách ra rồi mình sẽ ép vô những món đồ trong tương lai. Đồ có vẻ nó bắt đầu nó xịn dần rồi. Hy vọng là trên này sẽ... trên này là những con xương tiếp. Không biết cái này có phải là khu mỏ hay không mà sao nó đặt sắt tùm lum ở dưới sàn nè. Mục đích của nó là gì cũng không rành nữa. Rồi cho hai con nó bắn nhau đi. Mình sẽ đi loot đồ. Mình tính hết rồi. Trong thời gian nó bắn nhau thì mình có thể đi loot đồ ha. Rồi xong, cho nó bắn nhau tiếp đi. Đó. Anh em tương tàn là có thiệt. Rồi con này, hai con này làm gì đây? Ui sao nó lại bò lên trên rồi, đang bắn nhau mà. Nhóc nhỏ mà sung. Nó nhỏ mà nó sung quá. Không hiểu luôn. Quá là sung. Nó trâu như vậy. Cái giáp kim cương đúng khó chịu. Rồi, lên đây lúc đầu. Ôi à. Lần trước khám phá công trình toàn là vàng. Bây giờ tới công trình toàn là sắt không luôn. Chịu luôn á. Sải bước dưới nước các thứ nè. Bảo vệ 3. Hiệu sức 4. Và mình lại... Ô. Bình tĩnh lại mấy cưng. Sắt không à? Đau. Còn rương nào không? Gần hết rồi. Mình lên trên kia nữa là xong rồi đó. Xong một công trình rồi. Wow, trên đây nhiều đồ lắm nha. Và cũng rất là nhiều quái luôn.
Mình phải dọn hết đống này thì mới lút đồ được. Đây rồi, rương xịn lùm. Lùm trước đi tính sao, đi ra đi. Tiếp tục, đó. Đồ xịn nó nhét hết ở trên rồi. Lùm hết. Đồ nào giá trị là mình bỏ túi hết nha. Còn mấy cái thùng, thùng thì vẫn là sắt ha. Mình sẽ thử ba cua lên trên này coi coi nó còn rương dấu không. Ui, trên này thì nó không có dấu đồ ha. Và đây cũng là chỗ cao nhất của cái căn cứ nấm này rồi. Chắc mình sẽ chuồn thôi ha. Mình đã khám phá xong khu vực này rồi. Hư giáp cũng khá là nhiều đấy. Đánh đổi lại thì mình được một ít kim cương 16 viên ha. Và một số đồ có dòng enchant tốt nữa. Nói chung thì cũng không quá uổng. Giờ thì tìm một chỗ nào thoáng thoáng để nhảy xuống dưới nè. Ok, hy vọng là nhảy xuống nước nha. Oh, shit nữa là gớt ngay cái lá là sắp mặt rồi. Mình nghe tiếng con gì kêu á. À, tiếng mấy con cá. Tiếng mấy con cá nó kêu, mình cứ tưởng con gì kêu không. Ok, tiếp tục hành trình khám phá về hướng hướng bắc đi ha. Thử đi về hướng bắc coi coi xuyên qua cánh rừng này mình còn gặp cái công trình gì khác hay không. Hình như rồi luôn, hiểu luôn. Mình gặp lại chiến binh giáp sắt rồi. Ui sao bao ngày chiến binh giáp sắt vẫn như vậy, vẫn cầm cây búa ấy. Mình nên tránh né, đợi thời cơ chín muồi mình mới ra đòn nha. Chưa đánh được đâu, Ô, bị lắc máy, mình ăn một hít rồi. Ai, ra đòn đi. Đây, cơ hội của mình. Ôi, sao mình đánh không được kìa. Vô lý vậy. Đó là thời điểm chín muồi mình đánh mà sao mình đánh không mất máu ta. Né. Chiến binh giáp sắt chiến này có vẻ khá là khó chơi rồi. Đây nè. Thời cơ chín muồi. Đó, mình đánh một hit được rồi. Và phản đam rất là gắt đến từ vị trí của chiến binh giáp sắt. Căng thẳng rồi. Đúng, mình sẽ nhử cho chiến binh giáp sắt ra đòn đập ha. Lúc đó mình mới đánh sau lưng được. Ra đòn đi. Đây nè. Đây. Đánh. Đó, hai đòn là mình đã kích đánh được phần nửa máu của chiến binh giáp sắt rồi. Né ra. Thế. Vẫn còn đòn. Đòn thứ hai à. Đánh. Đó. Lúc mà mình lại gần quá thì sẽ tung ra đòn thứ hai sau đòn đánh thứ nhất ha. Đấy, thấy chưa. Ui, đòn xoay nữa kìa. Nhiều thế vậy. Rồi, được, cơ hội của mình. Yeah. Cố lên chiến binh giáp. Mình gần. Tung đòn xoay nhưng mà mình đâu có lại gần đâu, nên không thể xoay trúng mình đâu. Mình hiểu ý của chiến binh giáp sắt quá mà. Rồi, chiến binh này mạnh đấy. Nhưng mà đáng tiếc. Ê. Ui. Ôi, mình lại chậm quá, điểm yếu đó không đánh trúng được. Mình còn một cơ hội nữa không sao đâu. Đây. Yes, thành công. Mình đã đánh bại thành công chiến binh giáp sắt. Được thành tựu kìa. Quá dữ luôn. Thành tựu The Bigger They Are. Tức là mình kill chiến binh. Mình kết thúc chiến binh giáp sắt á. Và hình như ở trong phần quest này nó cũng có một cái thành tựu nữa nè. Mình được một cái sao nê đờ. 100 kinh nghiệm. Ngơ. Một cái sao nê đờ free dành cho mình luôn. Quá đã. Phần thưởng rất là xứng đáng á. Và mình còn có một cái nón không bao giờ vỡ của chiến binh giáp sắt nữa nè. Ui giời ơi, nó ngầu coi kìa. Bao ngầu nhưng mà giáp thì nó sẽ yếu hơn. Cái này chắc mình sẽ mang về sưu tầm là chính thôi. Còn cái rìu chiến binh này thì mình có dùng được không? Ồ, mình vẫn có thể dùng được nè. Đã ghê á.
Ghê. Cái này là đòn bổ ha. Đòn bổ của chiến binh. Mình thử kết hợp hai cái coi. Wow, đội nón vô hình như mình bổ nó sẽ văng xa hơn. Có tuyệt chiêu xoay xoay giống chiến binh không? Không có tuyệt chiêu xoay 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 giống như chiến binh á. Cái đó mà có thì hay biết mấy. Mình có thể cân được nhiều con trong cùng lúc. Thôi nói chung thì cái điều này cũng rất là thích hợp để cho mình đánh cận chiến nè. Tuyệt vời, điên hồi về tới nhà luôn. Tính ra hôm qua nay là mình đi đúng một vòng rồi đó, lại về tới nhà mình luôn rồi nè. Nói chung thì cũng ơn đi. Và chuyến đi này thì mình vẫn bình an vô sự trở về ha. Ngoài ra còn đem được nhiều đồ xịn về nữa. Quá là tuyệt vời luôn. Và còn một thứ mà mình còn có thể trồng sau chuyến khám phá trở về này là những cái cây ăn thịt người mình có được từ trong cái cánh rừng nhiệt đới á. Mình thử mình trồng coi nó có thực sự là lớn hay không nha. Mình trồng ngay đây thử. Ồ. Mình có thể trồng nó trên cỏ. Mình còn phải cho nó ăn. Và sau 2 ngày thì nó sẽ kiểu như là lớn hoàn chỉnh đó. Ồ, mình sẽ trồng trước một hàng ở đây 3 cây ha. Bên đây thêm 3 cây nữa. Hy vọng là nó sẽ mau lớn. Và không biết là nếu mà mình trồng nó thì nó có ăn thịt mình hay không? Hay là nó phân biệt được mình là người trồng nó không ăn thịt mình? Cái này thì phải đợi cho nó lớn thì mình mới kiểu như là biết được ha. Còn bây giờ vô trong nhà, mình sẽ coi giáp các thứ nè. Mình vẫn chưa có tìm được cái món đồ nào mà nó có dòng sửa chữa hết. Nó chỉ có chạm hỏng các thứ thôi. Không biết sao đây. Bảo vệ mình lên bảo vệ 4 hết chưa? Bảo vệ 4, bảo vệ 3. À, cái quần với cái ổn vẫn còn đang là bảo vệ 3 nè. Mình sẽ cho lên bảo vệ 4 luôn. Đâu sách đây. Cho lên bảo vệ 4 ngay và luôn ha. Bảo vệ 4 nè. Bảo vệ 4 đâu? Cái này có bảo vệ 4 không? Bảo vệ 4 đây. Đó, tách ra. Nhanh gọn lẹ. Hy vọng là ép đủ kinh nghiệm để ép vô 4 level. Ngân. Vừa khít. Vậy là mình sẽ có được hai món có thêm bảo vệ 4 nữa rồi. Full set đồ bảo vệ 4 luôn. Như vậy thì rất là khỏe ha. Quá dữ. Bên cạnh đó thì mình còn khá là nhiều trứng rồng. Tình hình bây giờ mình không có nhung nham để mình ấp trứng rồng nether nè. Nước, trứng rồng nước mình đã ấp rồi. Trứng rồng Aether thì mình phải xây một cái tòa tháp để ấp riêng. Chỉ có trứng rồng rừng là mình có thể ấp được trong giai đoạn này thôi. Tại vì trứng rồng rừng á thì mình sẽ cần làm một cái chỗ xung quanh là lá cây. Lá cây thì gần nhà mình có nè. Mình ra mình tỉa một xíu là có chứ gì. Ui, con này láo. Ripper đi ra chỗ khác. Ui, đừng. Thôi, đi ngủ không nói nhiều. Đi ngủ cũng không được. Ui, giật mình. Bực thế ta. Bất cẩn phát là nó rình nó nổ cho hư nhà người ta hết. Thì cái tình. Cái này là lá gỗ sồi đúng không? Không phải. Tốt nhất là mình nên dùng lá gỗ bình thường đi. Mình sợ dùng mấy cái lá tầm bậy mình ấp nó không thành công ấy. Nó chuyển sang mấy cái loại trứng khác thì mệt lắm. Phía bên này có những cái lá gỗ vân sam nè. Mình sẽ qua đây mình cắt một chút. Mình có kéo mà nên cắt cũng không có tốn nhiều thời gian lắm đâu. Đây. Cắt ở khúc này đi. Mình cũng muốn ấp ở bên ngoài lắm nhưng mà tình hình bên ngoài nguy hiểm. Nên mình sẽ tận dụng cái phần sân ở phía bên ban công. Mình sẽ ấp cái trứng rồng rừng của mình. Đây. Rồi kích hoạt lên. Hy vọng là quả trứng này sẽ mau lớn ha. Mình rất mong là quả trứng này sẽ lớn nhanh để có gì còn bắt kịp với bé rồng nước ngoài kia nữa. Trong tương lai thì mình sẽ ấp dần hết tất cả những loại các quả trứng luôn. Mình không muốn ấp liền một lượt hết á, tại vì mình chưa có xây chỗ dành riêng cho rồng. Thả rồng như vậy thì kỳ lắm. Rảnh rảnh thì mình sẽ xây nhà riêng cho từng loài rồng ha.
Bây giờ thì mình sẽ dành một chút thời gian cùng em Rồng đi thử vận may nha. Bay lượn xung quanh cái vùng biển gần nhà mình nè. Biết đâu gần nhà mình lại có một cái thủy cung mà mình không biết thì sao. Phải kiểm tra cho kỹ hết. Đó, cứ bay lãng vãng khúc này thôi. Khi nào thấy đất liền thì rẽ sang hướng khác để ra khơi tiếp. Và trước mặt mình đang là nguyên một ngọn núi to đùng luôn. Thì thủy cung đâu ra? Rẽ phải tí nè. Tới hồi ghê đó. Có đợt á mình bay ra một phát toàn là biển không à. Giờ bay xí lại gặp núi đồi các thứ. Không hiểu luôn. Rồi bên đây cũng là một cái cánh rừng ha. Ô. Oh my god. Cái gì đây? Đây là loại công trình gì mà to dữ vậy? Nhỏ lớn mới thấy công trình mà nó to vậy luôn á. Kìa. Ui dồi ôi, lại một điểm nữa. Mình cần phải ghi lại thôi. Nó xây rất là to luôn nha. Biết rồi nha, biết rồi nha. Một chỗ để chúng ta chuẩn bị khám phá thôi. Quá đã, ra khơi một xíu thôi đã có thêm manh mối rồi. Phía bên kia lại là nhà của bà phù thủy hay sao á. Mình sẽ kiểm tra coi bà có chế thuốc kháng độc không. Tại vì hiện tại mình đang rất là cần cái loại thuốc mà kháng được độc, để mình có thể solo với những cái con ở dưới địa ngục, những tên bích linh mà chọi độc á. Mình đang rất là cần loại thuốc đó luôn. Hy vọng là bà phù thủy này có loại thuốc đó. Rồi, mình sẽ hỏi thăm bà bằng cách là tặng bà hai mũi tên. Bà đang chế thuốc. Ồ, thuốc hồi máu tức thì. Hay da. Hơi đáng tiếc, hơi đáng tiếc. Cái này có táo vàng. Ok. Không có gì xịn lắm. Vẫn là bé mèo đen của bà thôi. Ổn ghê ha. Không, chắc là mặc định là bà phù thủy là làm thuốc hồi phục rồi, chứ không có làm thuốc kháng độc. Mình phải nghiên cứu xem coi làm loại thuốc kháng độc càng sớm càng tốt để mình phá đảo cái công trình dưới địa ngục coi. Lần trước mình ăn hành tới giờ mình vẫn còn ấm ức nè. Sao đằng kia lại có khói ta? Ê, nghi nha, mình nghi lắm nha. Ồ, là chỗ cướp dân làng luôn. Ái chà chà. Bây giờ mình không quánh nhau nữa. 2021 rồi ai lại quánh nhau với cướp. Mình bây giờ mình lấy đồ của cướp nó mới ngầu. Lấy đồ của cướp xong mình chuồn. Mình là cướp của cướp nha. Nó có cuốn sách We the God luôn. Wow. Dữ dữ, cà phê mạnh dữ. Ở dưới còn rương cả. Cái này là đồ free hết trơn à, nên mình cứ vô mà lượm thôi. Chủ nhà không ra tiếp mình thì mình lấy đồ xong mình chuồn thôi. À, giờ mình sẽ tìm cái gồng để đi tiếp ha. Để coi coi có anh bạn người sắt nào bị nhốt không. Tại thường thường lúc nào mình ghé đây cũng có những anh bạn người sắt bị nhốt á. Ồ, lần này có vẻ không có anh bạn người sắt bị nhốt rồi. Được cái ta, mới thấy á. Tổng kết lại sau chuyến khám phá ngày hôm nay thì mình khá là bội tù ha. Mang về hẳn là một cái sao nè đờ. Và vũ khí cũng như là chiếc nón từ chiến binh giáp sắt. Trong tương lai thì mình sẽ còn tìm ra những cái công trình có những cái món đồ xịn xịn giống như vậy nữa ha. Và hồi nãy thì mình cũng vừa ghé ngang một cái chỗ có một cái đó gọi là cái lâu đài hay là một cái gì đó mà nói chung là rất là to ha, đang chờ đợi chúng ta khám phá trong chuyến khám phá kế tiếp. Các bạn có nôn nóng là công trình gì không nào? Hy vọng rằng những quả trứng rồng ở nhà mình nó cũng sẽ mau nở nè, và những cái cây ăn thịt người cũng sẽ mau lớn để mình kiểm tra coi coi những thứ mà mình trồng nó có thực sự hiệu quả và giúp mình bảo vệ nhà tốt hay không á. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong chuyến khám phá ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến khám phá kế tiếp. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.